Chào thầy và các bạn, ở đây em sẽ trình bày về mô hình KBRT. Ở đây là một cái ví dụ mà về đồ thị đầu vào với có tất cả là 9 đỉnh và có tất cả là 8 8 đỉnh và 9 quan hệ, 9 loại quan hệ khác nhau. Thì đánh số ở đây. Đầu tiên thì đồ thị sẽ duyệt qua từ từ mỗi từ từ tập đỉnh. Đồ thị sẽ duyệt qua tất cả những đỉnh lần có quan hệ với có quan hệ lân cận với cái đỉnh đó, thì được thì cái đỉnh đầu tiên là có thể có một cặp như vậy, gọi là head derivation, là theo. Thì nếu như mà từ đỉnh trong cái tập thực thể đó mà bây giờ mình duyệt đi thêm thêm chỗ này nữa, thì ở đây thì cái quan hệ ở đây gọi là một quan hệ một hot, quan hệ ở đây gọi là quan hệ hai hot. Thì mình sẽ duyệt hết và mình sẽ lọc ra những cái và từ tập đỉnh đó mình sẽ lọc ra được những cái quan hệ một hóc và quan hệ hai hóc. Ở đây thì số chiều ban đầu mình mặc định là có 3 chiều, số thực thể là 8, số relation là 9, 9 là phải khác nhau. Từ cái này thì mình sẽ sinh ra một cái basa gồm có 27 phần tử, trong đó cả valid và invalid. Ví dụ trong cái basa thì mình lấy cái tập tập mà bác sĩ ra thì mình sẽ có được 8 8 cái 8 phần tử, 8 cái thực thể. Thì trong 8 thực thể này thì mình sẽ tìm được một hai từ 8 thực thể đó mình sẽ đi qua được kiểu mình tìm được là hai cái hop. Ở đây thì đầu tiên mô hình đã đi vào trên E thì mình sẽ nhận được một cái entity và relation, một cái vector nhúng. Trong cái relation vector nhúng này thì mình sẽ cộng, đầu tiên thì mình sẽ cộng cộng cái giá trị của cái vector nhúng n hop R1 và cộng lại thêm R2 n hop để tạo ra cái vector nhúng kết nối của nó. Mục tiêu của ở đây là chỉ là cộng cái giá trị của vector nhúng thôi, tức là những cái có một số quan hệ thì nó sẽ có cái tên nhúng one hop hoặc là two hop, còn những cái quan hệ mà không có thì mình sẽ không không có tính ở đây. Mục tiêu là để mà tạo ra cái vector tính tổng cộng. Đầu tiên thì mô hình sẽ concat ghép ghép head theo relation với nhau. Và đây là cái chiều chiều nhúng, đây là chiều nhúng, đây là cái chiều tức là số lượng của tập trên, và sau đó mình kéo thêm cái n hop nó nữa để ra được một cái bộ TEJK như thế này. Nghĩa là mình sẽ mỗi mỗi một cái head có số chiều head theo và relation đều có số chiều là 3, tức là một mỗi thực thể và quan hệ đều có số chiều là 3, mình ghép lại với nhau và sau đó mình ghép theo thêm một cái n-hop nữa. Mục tiêu của để ghép này là mình muốn bổ sung thêm thông tin của n-hop vào trong quá trình huấn luyện. Ở đây thì tổng số chiều mà cả cả số phần tử training và cái số phần tử mà hop đó là có 11 phần tử. Sau đó mình sẽ nhân với lại một cái phần hai này giống như là một cái phần đính vào, giống như là một cái phần đính vào có mục tiêu là để mà mình muốn tính tổng thêm các phần tử, tính tổng thêm giá trị, tức là cập nhật thêm cái giá trị vector của các phần tử lân cận. Sau đó mình lấy cái vector này là cái vector TEJK, là thể quan hệ y đến g, thực thể y với thực thể g và có quan hệ k. Đầu tiên mình biến đổi qua tham số hoặc quá trình biến đổi tuyến tính bằng việc mình nhân với lại một cái ma trị tổng số, sau mình đi qua có cái lớp training thì ở đây nó sẽ ánh xạ từng ở đây là 9, ở đây số chiều là 9 thành số chiều là bắt đầu là 9 chiều lên 100 chiều, và cái training và cái hát nó vẫn như vậy. Sau đó mình sẽ nhân thêm một cái ma trị tổng số tiếp theo nữa để biến đổi từ 100 chiều xuống 1 chiều, một chiều. Mục tiêu của quá trình biến đổi này là để tính ra một cái hệ số chú ý để có thể dễ dàng so sánh được với nhau, tại vì nếu như mà cái số chiều là 100 chiều thì mình không thể nào so sánh được, vì phải là một số thì mới có thể so sánh được.
Và đây mình khi mà mình nhân giữa đây số chiều là 11, mình nhân với V2 thì sẽ có số chiều là từ biến độ từ 100 chiều xuống 1 chiều thì sẽ có số chiều là 1 chiều. 1 chiều và cái kích thước của bát sai kích thước của từng hoàn tử này vẫn là 11. Sau mình áp dụng liquid reload để lấy cái phần giá trị tuyệt đối của nó và áp dụng softmax để có thể so sánh và là chuẩn hóa để có thể so sánh giữa các phần tử với nhau. Cuối cùng mình nhân lại cái hệ số giống như là cái của cơ chế Edison, mình sẽ nhân lại một cái giá trị của vectơ nhúng theo đó, cái vectơ nhúng kế cận đó. Trong quá trình này thì mình sẽ wrap a những cái phần tử để đảm bảo là nó không bị mất mát hết, để tránh mất mất mát đạo hàm. Sau mình sẽ thực hiện ba spesum. Đến đây đây là cái phần quan trọng, spesum là cái phải hiểu cái mục tiêu nó. Spesum này giống như là cái quá trình ánh xạ biến đổi từ một cái, ví như là đây là một cái ma trận cờ, trong đó mỗi dòng đây là thể hiện một hét, để mỗi cái chiều ngang là thể hiện ID của một hét và chiều dọc này thể hiện là ID của một theo. Nếu như mà có quan hệ ở đó thì giá trị nó sẽ bằng không, là có một cái vector đó. Còn nếu như mà không có giá trị thì giá trị nó là bằng không. Ví dụ như trong trường hợp này thì giả sử như ở đây vì trong trường hợp trên nó thì có thể là có nhiều chiều hơn, nhưng chọn có thể là có 100 chiều, nhưng ở đây để đơn giản thì mình ví dụ là chỉ có một chiều thôi. Thì ví dụ như là ta có cạnh số 1 với cạnh số 2 có giá trị là 0,3, số 1 với số 3 có giá trị là 0,4, đầu tư như vậy 0,2 và 0,5. Thì sau đó mình sẽ tính spesum là mình sẽ tính tính ngang qua như này, để từ đó mình tính được cái vectơ nhúng của cái kết quả đó, là mình tính tổng được cái giá trị của những cái của mình tính được là những cái có những ở cái đỉnh này thì có những thằng nào có liên kết đến nó. Tuyến đây ví dụ 0,2 với 0,5 sẽ là 0,7 và tương ứng ở đây nếu như mà không có giá trị nào thì mình tính là không. Thì ở đây mình sẽ tạo ra được một cái vectơ này là một cái vectơ nhúng. Đây là cái công thức. Ở đây sẽ trình bày lại từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình mà đi qua lớp KBRT này. Đầu tiên trainer thì sẽ cho mình ra được một cái vectơ nhúng. Ở đây là giả dụ như là 3 chiều và relation là 3 chiều. Đầu tiên mình sẽ lấy những cái hop, những cái relation mà có từ đó mà có thể đi qua được nhiều hop thì mình sẽ cộng vào. Sau đó mình sẽ đi qua cái lớp mình ghép hash theo với relation ghép lại với nhau. Mình lấy từ cái giá trị nhúng lấy từ trên em mình nhúng vào. Sau đó mình ghép lại với nhau để mình biến đổi quá trình nhân với ghép một đây là tương ứng với quá trình ở trên. Nhưng mà đã em trình bày lại cái quá trình từ đầu để mà có nhiều những cái tại vì quá trình này nó lặp lại nhiều lần. Thì ở đây từ R3 phẩy mình sẽ nhân thêm một ma trận số nữa để tham khảo quá trình biến đổi biến tính từ số chiều là 3 lên số chiều là 200 thì mình sẽ được cái R phẩy này. Thì ở đây nó cũng tương tự như ở trên, thì mình sẽ biến đổi từ số chiều là 3 lên số chiều 100, sau đó từ số chiều 100 mình áp dụng tension nữa thì cũng ra số chiều 100, sau đó mình sẽ ghép hai thằng lại với nhau thì sẽ ra được số chiều là 200. Đây cái công thức rồi ghép lại với nhau. Sau đó đến bước này thì mình đã sẽ có được cái entity 2 phẩy có số chiều là 200 và relation phẩy có số chiều là 200. Sau đó mình đã lấy cái số chiều của cái này mình sẽ cộng với lại những cái relation one hop và relation two hop. Ở đây ví dụ như là một cái relation một cái vectơ nhúng quan hệ. Ở đây có một cái vectơ nhúng quan hệ. Thì ở đây minh họa là ví dụ như là ở đây nó có số 0 á, tương tự như quá trình mà
Resume hồi nãy á, thì nếu như mà nó có cái có giá trị thì nó sẽ cộng vào, có giá trị one hot của chú hot nó sẽ cộng vào, còn nếu mà không có giá trị ấy, thì nó sẽ bằng không, nó tức là những cái nào có giá trị nó cập nhật vào thôi. Thì đến đây là mình sẽ có được cái vector nhúng 2 chiều, thì đến đây mình lại tiếp tục áp dụng thêm một lần nữa quá trình multi-head extension. Mình sẽ lấy cái vector nhúng 2 chiều này, mình đi nhân với matrix dạng số, mình lại đi thêm một bước nữa, nhưng mà ở bước này thay vì mình cộng cát thì bây giờ mình chỉ tính trung bình thôi. Mục tiêu của cái quá trình đi thêm một lần nữa để đảm bảo cái thông tin nhúng, cái thông tin nó quan hệ giữa các thể nó đúng đúng chính xác hơn. Và cuối cùng mình sẽ, đây từ đây mình sẽ từ cái số chiều 200 mình sẽ ra được cái số chiều cuối cùng ở đây, và từ số chiều 200 cuối cùng này đi qua lớp cuối cùng mới hết cái cuối cùng này, để đảm bảo là không mất mát thông tin trong quá trình huấn luyện, thì mình sẽ áp dụng kỹ thuật retestual để cộng vào cái vector nhúng ban đầu. Đây là cái vector nhúng kết quả ở đây, mình sẽ cộng vào cái vector nhúng ban đầu, và ở đây thì mình phải nhân thêm một cái matrix chọn số nữa để biến đổi từ số chiều là 3 ban đầu thành số chiều 200, lấy cái chọn số cuối cùng nhân với lại cái matrix nhúng thực thể. Sau khi mình cộng lại với nhau thì mình sẽ ra được cái số chiều là vẫn là 200, nhưng mà ở đây mình sẽ chuẩn hóa lại, chuẩn hóa là một. Sau khi có được cái matrix nhúng thực thể và matrix nhúng quan hệ có số chiều là 200, mình sẽ nhúng các bát đó, mình sẽ nhúng các bát đó vào các bộ training và bộ vào cái bộ test và bộ training. Thì khi mà mình nhúng vào rồi thì mình sẽ đo ra, ở đây mình sẽ tiến hành huấn luyện để ra được cái kết quả nhúng tốt nhất. Thì mình sẽ sinh ra cái bộ positive và negative. Positive ở đây thì mình sẽ dùng cái độ đo của nó, mình lấy hát cộng với relation chữ theo, mình sẽ ra được cái số 1. Sau đó mình sẽ chuyển hóa là một, mình sẽ ra được một cái hệ số. Ở đây cũng tương tự như vậy, hát với hát negative đó là những cái bộ mà mình thay thế hát hoặc theo bằng một cái phần tử khác, và ở đây mình sẽ sinh ra được d phẩy là của cái bộ negative. Sau đó mình sẽ sử dụng cái hàm log là bằng mát của không d d negative trừ đi d positive cộng với một cái margin. Mục tiêu của hàm mát ở đây á, là để cho nó không phạt, nó chỉ phạt nặng những cái phần tử nào mà nó chưa biết chắc chắn thôi. Còn tức là nếu mà âm á, nếu mà âm nghĩa là nó không có sai khác nhiều á, thì nó sẽ không phạt, còn nếu mà dương thì nó bắt đầu mới phạt. Còn cái margin là để đảm bảo là nó học, tức là trong cái khoảng nào đó thì nó vẫn muốn học tiếp, trong cái khoảng margin đó thì nó vẫn muốn học được tiếp. Trong cái khoảng margin này nghĩa là cái khoảng margin là để mà ví dụ nó nằm trong khoảng từ 0,5 từ 0,2 đến 0,5 đi, thì đến đây là nó vẫn chưa biết chính xác là nó thuộc về bên positive hay negative, thì nó phải đào sâu hơn nữa, đào sâu hơn nữa để nó có thể học được. Tức là nó sẽ có cái khoảng đó là cái khoảng cần cần tính toán hơn nữa, cần đào sâu hơn nữa để có thể tiến hành đầu hàng. Còn đối với cái khoảng mà ngoài khoảng đó thì nó coi như là không tính. Rồi đến đây là cái hàm log. Cái hàm log sẽ lấy cái những positive và negative trừ đi nhau. Ví dụ ở đây mình sẽ có 18 phần tử positive và 18 phần tử negative. Số chiều là 200 ở trên, mình sẽ trừ đi nhau. Thì mình sẽ tính được mình lấy giá trị của d đó, mình tính ra được kết quả của một cái d đó là một cái vector rồi. Nhưng mà khi mình chuyển hóa L1 thì mình sẽ ra được một con số ở đây, một con số này tương ứng với một phần, mỗi một cái phần tử trong cái vector đó.
Sau mình trừ với nhau thì mình sẽ ra cái hàm lót tương ứng ở trên, tương với hàm lót ở đây. Thì cái đạo hàm của cái hàm lót này, đạo hàm của hàm lót này thì cái lệ này thì coi như là bỏ qua, còn chỉ có hai cái này mà với mỗi từng cái phần tử này là một đạo hàm của nó, là một cái trong trong căn của cái này. Đây tương tương như cái quá trình ở đây, cái tức là cái lề của nó, mình muốn phân nó được là cái này nó thuộc về bao nhiêu trường này, thì ví dụ có vector ở đây nó sẽ classify ra, thì mình muốn cái lề của nó có một cái lề ở giữa để nó biết được là cái trong cái đoạn này á là mình coi như là mình muốn đi tiếp, còn những ngoài cái phần này là mình không quan tâm nữa, mình không quan tâm cho nó là nếu mà nó nằm ở trong khoảng này á thì mình mới muốn đào sâu hơn nữa, mình muốn đào sâu hơn nữa. Còn nếu mà ngoài khoảng này á, tức là thì là mình biết được nó là cho nó là positive hoặc là negative rồi. Cái này gọi là binary classify. Mục tiêu mình là muốn huấn luyện ra được một cái mục tiêu của mình là muốn huấn luyện ra là nó thuộc tập positive hay negative. Mục tiêu của mình là muốn tối ưu hóa về positive. Ở đây thì em có trình bày lại về cái trình bày lại về ví dụ như là trong cái đồ thị ở đây, ví dụ đồ thị ở đây thì cái gạch chứng minh nó như thế này, sau đó mình sẽ đánh số nó như ở đây ở trong tương ứng với sân, và từ đó mình sẽ ra được một cái index như thế này. Ví dụ ở đây là cặp cạnh 001 thì cái này là 001 à 0 0 1 1 và quan hệ 1 tương với Marina và có quả ấp chung, tương ứng chung. Rồi từ đây mình sẽ sinh ra một cái tập index, sinh ra một cái tập bắt sai, tức là mình sẽ thay thế những cái hết hoặc cái theo, và mình sẽ đánh số đây là nếu là một hoặc là trừ một. Nếu là một đó là thuộc về cái tập là tập đúng, còn nếu mà trừ một thì là mình sẽ thay thế trong đó đi. Thì cái mô hình của mình trong cái phần encoder thì cái đây sẽ chịu nó là mô hình KBGT, thì nó sẽ biến độ số chiều từ 3 chiều lên 100 chiều, và cái attention thứ hai nó sẽ biến từ 3 chiều lên 100 chiều tương với lại tướng ở đây. Đầu tiên nó là mô hình từ những thực thể nhúng ban từ thực thể ban đầu chưa có đánh số gì hết, nó sẽ đi qua cái vector nhúng và để được cái vector nhúng của trên quan hệ của thực thể của trên e, và sau đó nó nhúng thêm lần nữa để được cái vector nhúng quan hệ về thực thể của KBGT, sau đó đi qua cái lớp compression KB để đi ra được cái lớp kết quả dự đoán cuối cùng. Và mục tiêu ban đầu ở đây á, mục tiêu của cái trainer là để huấn luyện ra được cái vector nhúng thực thể và quan hệ. Kết quả của này là đạt được là vector nhúng của thực thể và quan hệ, còn cái này cũng là thực thể của quan hệ. Mà rồi đến lớp KBGT là mình sẽ học được các trọng số để từ đó mình đưa ra được cái lớp dự đoán. Đây đầu tiên ví dụ như là cái có quan hệ Donald Trump là tổng thống của nước Mỹ, thì nó sẽ ghép Donald Trump ở trên đầu và United ở trên đầu, còn Vision cái quan hệ đó nó nằm ở dưới đây, nó ghép hai thực thể lại với nhau và cái quan hệ nằm cuối cùng, sau đó đi qua cái lớp attention, hai lớp attention biến đổi số chiều từ số chiều là 3 lên số chiều là 100, ở đây nó cũng sẽ biến đổi số chiều là 3 lên số chiều 100, và sau đó nó ghép hai cái số chiều 100 lại với nhau để ra được số chiều của thực thể là 200. Của quan hệ thì nó sẽ biến đổi từ số chiều là 3 ban đầu lên số chiều 200 bằng một cái matrix tổng số, sau đó nó ghép hai cái này lại với nhau để ra được cái
cái T, T phẩy có số chiều là 200, với mỗi phương thể quan hệ đều có số chiều là 200, và nó đi qua cái lớp mà attention cuối cùng gửi được cái quan hệ thực thể và quan hệ có số chiều là 200. Để đảm bảo thông tin quá trình nhúng thì nó sẽ cộng thêm, nó sẽ cho cái thực thể nhúng ban đầu, cái ma trận thực thể nhúng ban đầu nhân với một cái ma trận tổng số nữa có số chiều là, để biến đổi từ số chiều là 3 lên một số chiều 200, rồi nó sẽ cộng với lại cái ma trận nhúng vừa mới khởi tạo để tạo ra được một cái vectơ nhúng mới, là vectơ nhúng của thực thể và vectơ nhúng của quan hệ mới, và nó đi qua cái từ đó nó tính được cái hàm log và nó tối ưu cái hàm log đó. Thì đây là cái hệ số trong đó. Thì đầu tiên là cái vectơ nhúng ban đầu là có 8 phần tử, và mỗi phần tử là có 3 chiều, có 9 quan hệ và mỗi phần tử có 3 chiều. Mục tiêu của mình là biến đổi thành số chiều là 200.